bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ngày 18 tháng 8, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Yevhen Yerin cho biết, nhờ cuộc tấn công mạng gần đây vào nhà sản xuất vũ khí hạt nhân của Nga, cơ quan này đã thu thập được lượng lớn dữ liệu nhạy cảm và làm suy yếu hoạt động của cơ sở này. Trong một phát biểu được hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine đăng tải, ông Yerin chia sẻ rằng mục tiêu tấn công mạng là một trong những nhà sản xuất vũ khí hạt nhân lớn của Liên bang Nga và việc phá vỡ hoạt động của một doanh nghiệp như vậy sẽ giáng một đòn mạnh vào cả tổ chức và hình ảnh của Liên bang Nga. Theo ông Yerin, có rất nhiều dữ liệu đa dạng, bao gồm dữ liệu cá nhân của đội ngũ nhân viên, giấy tờ chính thức và thông tin có thể làm sáng tỏ một số lỗ hổng giúp họ trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu và phân tích dữ liệu thu thập được. Trước đó, các chuyên gia mạng của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cùng với nhóm tin tặc Viotim đã tấn công Vega, nhà cung cấp Internet duy nhất tại thành phố Snezhin thuộc tỉnh Chelyabinsk của Nga, vô hiệu hóa 1.173 bộ chuyển mạch và 10 máy chủ, cũng như xóa vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu khỏi các máy chủ. Một số doanh nghiệp chiến lược có trụ sở tại thành phố này đã bị cắt dịch vụ Internet và các dịch vụ thông tin liên lạc trong vòng gần một tuần. Trong số các cơ sở bị ảnh hưởng có Viện Nghiên cứu Vật lý Kỹ thuật Toàn Nga, nhà phát triển vũ khí hạt nhân của Moscow. Theo trang tin Ukrinform, ngày 18 tháng 8, các thiết bị bay không người lái UAV cảm tử được sản xuất tại Ukraine đã tấn công cơ sở dự trữ dầu ở tỉnh Rostov của Nga. Một nguồn tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine xác nhận, đêm ngày 18 tháng 8, do hoạt động của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, kho dầu Kapkaz nằm gần thị trấn Prolestat thuộc tỉnh Rostov đã bị tấn công. Kho dầu đó phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của đối phương và hỗ trợ các hoạt động của lực lượng chiếm đóng Nga. Một nguồn tin tình báo khác của Ukraine khẳng định cuộc tấn công được thực hiện bằng UAV cảm tử do Ukraine sản xuất. Trước đó, một nhóm UAV đã tấn công một kho dầu ở tỉnh Rostov của Nga vào sáng cùng ngày. Theo hãng tin Reuters, Nga đã bác bỏ báo cáo cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk đã làm chệch hướng cuộc đàm phán gián tiếp với Kiev về việc ngừng tấn công vào các mục tiêu năng lượng và điện, đồng thời khẳng định không có cuộc đàm phán nào với Ukraine về các cơ sở hạ tầng dân sự. Trước đó, vào ngày 17 tháng 8, tờ Washington Post đưa tin Ukraine và Nga đã chuẩn bị cử các phái đoàn đến Qatar trong tháng này để đàm phán một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và điện của cả hai bên tham chiến. Theo tờ báo này, thỏa thuận tương đương với lệnh ngừng bắn một phần, nhưng các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ do Ukraine tấn công vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga. Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, không ai cắt bỏ bất cứ điều gì vì chẳng có gì để cắt bỏ. Không có cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp nào giữa Nga và chính quyền Kiev về sự an toàn của các cơ sở hạ tầng quan trọng dành cho dân sự. Nga đã gửi hàng chục nghìn quân tới Ukraine vào tháng 2 năm 2022 trong chiến dịch quân sự đặc biệt và hiện Moscow đang kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ của nước này. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào khu vực Kursk ngày 6 tháng 8 là cuộc xâm nhập quân sự đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Cùng ngày, nhà điều hành lưới điện nhà nước Ukrenergo của Ukraine thông báo tình trạng mất điện theo lịch trình sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước này vào ngày 19 tháng 8 lần đầu tiên sau 3 tuần. Thông tin trên kênh Telegram, Ukrenergo nhận định việc mất điện trở lại là do lượng điện tiêu thụ tăng trong bối cảnh thời tiết nóng bức. Lần mất điện gần đây nhất được báo cáo là vào ngày 29 tháng 7. Vào tháng 7, tình trạng mất điện thường xuyên đã diễn ra trong đợt nắng nóng kỷ lục, dẫn đến việc sử dụng điện cao hơn, đặc biệt là cho điều hòa không khí, gây thêm áp lực cho lưới điện của Ukraine, vốn đã bị suy yếu do các cuộc không kích của Nga. Việc cắt điện thường được lên lịch vào những giờ cụ thể, cho phép người dân theo dõi thời gian cho khu vực của họ. Tuy nhiên, vào tháng 7, tình trạng thiếu hụt năng lượng thường kéo dài, thời gian mất điện cũng vượt quá thời gian dự kiến, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày và các hoạt động kinh doanh. Volodymyr Kudrysky, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ukrenergo, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 18 tháng 8 rằng, tuần tới, chúng ta sẽ phải đối mặt với thử thách mới là thời tiết nóng bức. Vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng lưu ý rằng, mặc dù Ukrenergo đã xoay sở để bù đắp tình trạng thiếu hụt năng lượng vào buổi tối bằng cách sử dụng trợ giúp khẩn cấp và công suất phát điện bổ sung, song tình trạng thiếu hụt này dự kiến sẽ kéo dài suốt cả ngày vào tuần tới. Giới chức Ukraine trước đó đã tuyên bố rằng tình hình năng lượng sẽ được cải thiện vào tháng 8 sau khi hoàn tất sửa chữa tại một số đơn vị điện hạt nhân, trong khi đó Kiev đang chạy đua khôi phục lưới điện trước mùa đông trong khi vẫn tiếp tục thực hiện cắt điện thường xuyên. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong họp báo được tổ chức ngày 17 tháng 8 nói rằng cộng đồng quốc tế phải nhận ra mức độ nguy hiểm trong trường hợp chính quyền Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhiều nhà máy hạt nhân của Nga. Bà Zakharova nói rằng, theo thông tin mới nhất, chế độ Kiev bắt đầu công tác chuẩn bị cho các việc tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc hay Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA lập tức lên án các hành động khiêu khích cũng như ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Kursk.
điều đó có thể dẫn đến thảm họa lớn do con người gây ra ở châu Âu. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, những hành động khiêu khích của Ukraine không chỉ tạo ra mối đe dọa trực tiếp cho các nhà máy điện hạt nhân, mà còn làm xói mòn những biện pháp an toàn được Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra vào năm 2022. Hãng thông tấn TASS nhận định, tuyên bố trên được đưa ra chỉ sau vài giờ khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu quân đội Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kurt, nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 90 km. Trong khi đó, tờ Kiev Independent dẫn lời thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine viết rằng quân đội nước này đã khiến cho đối phương tổn thất gần 600.000 binh sĩ kể từ khi nổ ra xung đột. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Kiev đã khiến phía Nga thương vong gần 1.170 binh sĩ. Một đoạn trích trong bản thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine viết, quân đội Nga đã mất 8.508 xe tăng, 16.480 xe chiến đấu bọc thép, 17.056 hệ thống pháo các loại, 923 hệ thống phòng không, 367 tiêm kích và 328 trực thăng. Ngoài ra có 13.752 UAV, 28 tàu chiến và 1 tàu ngầm. Trong khi đó, dữ liệu web phân tích phòng thủ tình báo Oris Pionkov của Hà Lan đã cập nhật ngày 17 tháng 8 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng được lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt là 17.452 khí tài. Trong số đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép của Nga mất lần lượt là 3.329 và 1.517 chiếc. Trong một diễn biến liên quan, ngày 17 tháng 8, truyền thông Nga đã đưa tin cho hay, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã mở cuộc điều tra hình sự đối với hai nhà báo người Italia đã đến thăm khu vực Kurt đang trong tình trạng hỗn loạn, cáo buộc họ vượt biên trái phép. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời cơ quan an ninh Liên bang Nga cho hay, cơ quan này đã khởi tố hai nhà báo nước ngoài Simone Traini và Stefania Battistini, những người đã vượt biên trái phép vào Liên bang Nga và thực hiện hành vi quay video trên lãnh thổ khu định cư rút ra, khu vực Kurt. Thưa quý vị, thủy quân lục chiến của lữ đoàn 810, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một đoàn xe quân sự của Ukraine với vũ khí và trang thiết bị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực Kurt. Một sĩ quan đơn vị của thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga cho biết, ở vùng Kursk, một đoàn cơ giới của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị xe bọc thép từ các nước thành viên NATO đã bị phía Nga phá hủy hoàn toàn. Video về đoàn xe Ukraine bị phá hủy đã được chuyển giao cho hãng thông tấn RIA Novosti của Nga. Chỉ huy đơn vị thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga nói với hãng thông tấn RIA Novosti, kết quả của một trận chiến ngắn ngủi, thủy quân lục chiến của lữ đoàn 810 đã tiêu diệt hoàn toàn một nhóm cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển trong một đoàn xe ở vùng Kursk, trong đó có xe bọc thép từ các nước NATO, gồm cả hai xe bọc thép HMMWV của Mỹ Hammer, một số xe bọc thép Rosel Senator của Canada và một xe bọc thép hạng nặng Cougar do Mỹ sản xuất. Một xe chiến đấu Cougar, một xe bọc thép chở quân Stryker và hai xe Rosel Senator đã được trao tặng cho thủy quân lục chiến như những chiến tích. Trong trận cuộc giao tranh, khoảng 20 tay súng Ukraine cũng thiệt mạng. Theo vị chỉ huy đơn vị thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 Nga, ngoài thiết bị quân sự, các chiến binh còn thu giữ các tài liệu của quân đội Ukraine, hộ chiếu, thẻ căn cước quân đội, chứng chỉ huấn luyện. Trong tay họ còn có vũ khí cá nhân do các nước thành viên NATO sản xuất, đạn dược, áo giáp và mặt nạ phòng độc, thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử. Trong khi đó, theo báo Pravda của Ukraine, lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở Kursk, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù binh trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước láng giềng từ ngày 6 tháng 8. Trong thông điệp đăng tải trên Facebook ngày 16 tháng 8, lực lượng Ukraine viết, khi tiến đến trạm kiểm soát biên giới rút ra, các nhóm tấn công của lữ đoàn 810 đã nhận được sự yểm trợ của pháo binh và xe bọc thép hạng nặng. Đối mặt với hỏa lực dữ dội từ pháo binh Ukraine và nhìn thấy xe tăng Ukraine ở trạm kiểm soát, quân Nga đã đưa ra quyết định đúng đắn. Họ giương cờ trắng đầu hàng lính Ukraine và cùng những binh sĩ bị thương tiến về biên giới Ukraine. Ngày 17 tháng 8, hãng tin Sputnik dẫn lời một phát ngôn viên quân sự Nga cho biết, 24 quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22 của các lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã đầu hàng quân đội Nga một cách có tổ chức gần làng Komarovka ở Kursk. Trước khi đầu hàng, họ đã liên lạc với chúng tôi qua kênh Telegram Free Soldier 2022. Giao tranh giữa Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn trong khu vực.
Theo Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky, binh lính Ukraine đã tiến gần làng Malolobnia thuộc Kursk và hy vọng sẽ bắt giữ thêm tù binh Nga tại đây. Ngược lại, Moscow khẳng định quân đội Nga đã chặn đứng đà tiến của đối phương và khiến Kiev mất hơn 2.800 binh sĩ cùng 41 xe tăng trong nỗ lực tấn công xuyên biên giới. Thành viên Nghị viện châu Âu đến từ Ireland Mick Wallace đã viết trên mạng xã hội X rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang hủy hoại Ukraine thông qua các hành động của mình, còn Liên minh châu Âu-EU tích cực đóng góp vào việc này. Ông viết rằng việc NATO hủy diệt Ukraine với sự hỗ trợ thiếu suy nghĩ của EU là không thể biện minh. Ông Wallace nhấn mạnh cũng không thể bảo vệ chế độ Kiev nếu thực sự phạm tội và làm nổ tung đường ống dẫn khí đốt Nord Stream như truyền thông phương Tây tuyên bố. Hồi tháng 7, Tổng thống Vladimir Putin nói trên kênh Russia 24 rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh cho Nga và sẽ không tăng cường an ninh cho chính Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông không thấy điều gì tốt đẹp trong việc này. Trong diễn biến khác, nhà phân tích người Anh Alexander McCreary đã tuyên bố trên blog YouTube cá nhân rằng các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS tấn công khu vực Kursk sẽ nhanh chóng bị quân đội Nga phá hủy nhờ hệ thống giám sát và máy bay không người lái mạnh mẽ. Nhà phân tích người Anh lưu ý, người Nga đã nâng cấp triệt để công nghệ giám sát và máy bay không người lái của họ. Giờ đây họ có thể theo dõi những gì người Ukraine đang làm từ khoảng cách gần nhất có thể. Camera của họ có độ phân giải cực cao. Nói thẳng ra, HIMARS hoạt động ngay tại biên giới sẽ không tồn tại lâu dài khi tính đến số lượng và chất lượng máy bay không người lái mà người Nga có. Theo ông Alexander Makaris, các hoạt động mới nhất của lực lượng vũ trang Ukraine với việc sử dụng HIMARS của Mỹ đã cho thấy vũ khí dễ bị tổn thương như thế nào trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái và tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 8 cảnh báo rằng các đơn vị Nga trong khi đẩy lùi các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xâm chiếm lãnh thổ tỉnh Kursk đã phá hủy 3 bệ phóng HIMARS ở vùng Sumy bằng các cuộc tấn công tên lửa có độ chính xác cao. Bộ Ngoại giao Nga thông báo ngày 16 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa do phương Tây sản xuất và có thể là hệ thống HIMARS để tấn công các mục tiêu dân sự ở tỉnh Kursk. Cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga có thể thay đổi nhận thức về khả năng chiến đấu của Ukraine. Donald Jensen, cố vấn cấp cao về Nga và châu Âu tại Viện Hòa bình Mỹ, nói rằng Ukraine đang thua trên chiến trường, nhưng tất cả đã thay đổi sau một đòn đánh ngoạn mục. Ông Donald Jensen nhận xét, chúng tôi thấy người Ukraine rất sáng tạo, hiệu quả, quản lý tốt. Họ rất khéo léo chọn điểm yếu của đối phương để tận dụng nó. Một phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây và NATO đã tham gia kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk. Ông Nikolai Patrushev, một cựu chiến binh có ảnh hưởng đáng kể trong Điện Kremlin, bác bỏ lý lẽ của phương Tây trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia. Ông nói rằng chiến dịch ở tỉnh Kursk được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc biệt của phương Tây. Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!